Hôm nay là mình sẽ chào tạm biệt Jack Dula. Và bây giờ là mình lại đi tìm kiếm những cái câu chuyện khác trong cuộc hành trình đây. Đây là chợ lớn nhất ở trong đất nước Sri Lanka đây. Hơn một năm trước ấy, thì ở Sri Lanka này có một cái vụ là đất nước bị vỡ nợ. Tất cả người dân có tràn vào trong những cái chỗ mà tổng thống làm việc. Thì đây, đấy, quan thấy là những người xung quanh đây người ta cũng rất ưa chuộng cái đồ này này. Đấy. Ok. Con cua này là giá là 1,4 triệu đấy các bạn. Xin chào tất cả các bạn. Thì chúc các bạn một năm mới 2024 tràn đầy những niềm vui, những hạnh phúc và những cái thành công trong cuộc sống nhá. Thì hiện nay là mình một cái duyên số nào đấy, bây giờ mình đang có mặt ở đây là thủ đô Colombo của Sri Lanka. Trước khi mà trải nghiệm những cái ẩm thực đặc trưng nhất của Sri Lanka này thì mình sẽ mời các bạn đi về quay trở lại Nepal, những cái dãy núi Himalaya. Thì cùng xem những cái ngày cuối cùng của mình ở Nepal, rồi mình kiểu như những cái ngày mà mình chia tay người bạn của mình ở cái vùng núi Nepal như thế nào nhá. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ quay trở lại Sri Lanka và cùng đi khám phá những cái món ăn mà từ buổi sáng cho đến buổi trưa cho đến buổi tối ở đây mọi người thường ăn gì, những món gì đặc trưng nhất, thì mình sẽ đến đó để ăn, khám phá, trải nghiệm và chia sẻ cho các bạn để hiểu hơn về văn hóa ẩm thực ở Sri Lanka. Ok, chúng ta cùng bắt đầu ngay bây giờ thôi. Let's go. Chào tạm biệt Jack Dula. Và bây giờ là mình lại đi tìm kiếm những cái câu chuyện khác trong cuộc hành trình đây. Và bây giờ đi rời khỏi Jack Dula là mình cũng chưa biết là mình sẽ đi đâu. Đấy thì thôi thì cứ đi thôi, thì không biết là kế hoạch tiếp theo đây là mình sẽ đi khám phá ở đâu đây các bạn. Thì mình cũng chưa biết, thì các bạn cùng chờ đón xem tập này mình có những cái khám phá những cái gì nha các bạn nhá. Đây, tạm biệt Jack Dula. Bye bye Jack Dula này. Oh. Ok. Let's go. Đây là hành lá và cải trắng. Cải trắng nghiền nhỏ ra các bạn. Đang là chuẩn bị là món momo chay. Và đây là những cái nhân ở trong momo làm đây. Like this? Yeah. Đấy, cái nhân này thì chỉ là những kiểu như củ cải rồi những cái gia vị nguyên liệu mà có sẵn ấy, nên là có thể là ăn được luôn này. Thì bạn đang bảo thử mình bảo mình thử ăn nhân xem thế nào, vị thế nào Thảo? Yeah. Ngon đúng không? Cay. Cay. Was. Tasty. Good, đậm đà. Ngon các bạn. So với bình thường thì hơi mặn một chút, nhưng mà để mà cho vào momo còn có bột nữa thì tí ăn cùng bột thì nó sẽ... Hello. Hola, how are you? I'm fine. Vasca đã đi làm về. Thank you. Good to see you, everybody. I'm so beautiful. See, get angry. Đấy, thấy chồng mấy cái là cười hớn hở ngay. You are the best. Papa got him for you. Hello, Vasca too. Ta gọi cô. Các bạn nào mà chưa đến mua đến Nepal mà chưa ăn momo thì đây là một thiếu sót rất lớn ở trong khi mà các bạn đi du lịch ở Nepal các bạn ạ. À, các bạn nhìn cô làm này. Đấy, từng cái miếng momo rất đẹp. À, trên cái góc bếp này thì mọi người có để cái này là làm mỡ, gọi là mỡ dê các bạn ạ. Mà mình không hiểu sao mà mọi người có thể như cái này là nó lấy từ trong bụng luôn, kiểu như cái mỡ ở trong cái bụng luôn ấy. Đấy, cái mỡ kiểu ở trong cái bụng dê này các bạn, xong là phơi khô lên trên này này. Cái mỡ dê kia là mọi người cho vào trong cái, thêm vào cái nhân của momo này, ăn cho nó béo. Thì sau tầm khoảng 30, 35, 40 phút mọi người hấp ở đây
Thì đây Momo đã ra rồi. Wow, quá hấp dẫn luôn. Ăn cái Momo này nó to, nhìn nó đã. Đấy. Và đây là nước sốt tomato và chili và kiểu như vậy. Và ớt đấy các bạn. Đây mọi người hòa quyện vào nhìn ngon không? Đấy. Đây anh đang làm kiểu như là củ cải với cả ớt để ăn cùng với cả Momo. Đây trong cái sốt là sốt cà chua xay ra là bỏ rất nhiều ớt với hạt mắc kén. À, cả mắc kén luôn rồi. Nên rất là thơm. À, thơm biết rồi. Phát hết luôn. Hấp dẫn không? Wow. Có mặn quá, mặn mới cả các thứ quá. Thank you, làm ra bà. Không ạ. Vừa miệng á, cái sốt cũng vừa miệng quá. Ngon nha, sốt ngon ngon. Sau một cái quãng đường là mấy ngày trên núi, 4 ngày trên núi đấy. Thì đấy về đây là cũng vui vẻ của mọi người ăn cơm quây quần với nhau bên bếp lửa và uống cái gọi là rượu địa phương là cái này đấy các bạn. Cái này nó giống kiểu như là rượu nếp vậy ạ. Rượu trang. Đấy, rượu trang, nó bên này gọi là trang và nó là rượu nếp. Nó như là rượu nếp bên mình vậy á. Đấy thì bây giờ là cũng mấy nồi rượu này rồi thì các cô ở đây cũng muốn nói là sau khi đây là muốn thử hát rồi cho mình với Thảo nghe cái điệu nhạc truyền thống của người bản địa ở đây. Bây giờ thì mời các bạn cùng nghe mọi người thử hát xem là giọng mọi người đây như thế nào nhá. Mình sẽ rời khỏi nhà ở trên vùng cao của cô chú với cả mọi người ở đây bằng con xe Jeep này đây. Bye bye. Bye bye. Đường đi về đoạn này là khá là nguy hiểm này. Để đóng băng hết rồi các bạn, nước chảy ra này. Đi đường đoạn này bây giờ rất trơn này. Đấy. Giờ đang phụ mọi người là phải vứt cái hạt đá xuống đây để cho nó có cái ma sát đấy. Delhi và từ biên giới từ Nepal với Ấn Độ là đi về thủ đô Delhi để về Sri Lanka đây. Thì đây là sau một cái thời gian rất lâu mà mình di chuyển ở Ấn Độ thì nay mới đây mình mới thấy được cái xe giường nằm ở Ấn Độ các bạn ạ. Thì bữa trước mình đi mình kiểm tra là không có, toàn xe giường ngồi thôi. Và đây lần đầu tiên kiểm tra xe giường nằm này. Đấy các bạn thấy này. Đấy mình cho các bạn xem nhá. Đấy, xe giường nằm đây. Đấy, bên này cũng có này. Bên này có này, dưới này thì có ghế ngồi thôi các bạn. Đấy, phía đằng sau thì là giường nằm của nó. Mình mời các bạn quay trở lại Sri Lanka nhá. Thì đây là một cái chợ, mình đang đứng đây là chợ tên là Peta Market. Đây là chợ lớn nhất ở trong đất nước Sri Lanka đây. Đấy, thì chợ này là mở cửa là từ trước đến giờ là luôn luôn mở cửa. Không bao giờ, nói chung là luôn luôn mở cửa các bạn. Nó chỉ đóng 2 lần duy nhất là vào đại dịch Covid-19 này và cái trận mà bạo loạn mà chính phủ vỡ nợ hơn một năm trước ấy.
chỉ hai lần duy nhất là từ trước giờ ở đây là kiểu như người ta đóng cửa thôi, còn lại tất cả đều mở cửa hết. Chỗ này là có cái dừa này, nhìn kiểu như là dừa xiêm ở Việt Nam mình vậy. Màu nó bên ngoài nó màu vàng này, nhìn chắc là khá ngon đây và ngọt đây. Thì mình sẽ thử một trái xem là vị ra sao. Ok. You first. I'll later. Ladies first. Ui ngọt thế nhở. Ôi dừa ngọt lịm luôn các bạn ơi. Sau khi uống là chú ấy cắt cho miếng này này. Cũng ngọt đấy các bạn. In this market is more the people coming in the night or in the afternoon or in the morning? You will find people all the time. All the time. It's called 24 hours market. Ah, 24 hours. Đây là cái chợ mà lớn nhất ở Sri Lanka nên là nó có rất nhiều những cái dãy hàng mà bán đồ khác nhau. Thì như cái dãy hàng mình đang đứng đây là người ta bán giày dép và những cái đồ may mặc, quần áo, túi sách. Đấy, còn những cái gian chỗ khác nữa thì lại đồ điện tử rồi. Nói chung là mỗi một gian dãy phố là đi là đều một loại khác nhau. À, thường những cái ngôi chợ khác ở những cái thành phố lớn khác mà ở trong thủ đô ấy thì thường những cái chỗ đấy là thường là phức tạp. Nhưng mà khi mà mình đến cái chợ này đây thì mình thấy là nó không có một cái gì đó kiểu như nó cảm tưởng nó quá nguy hiểm ấy. Anh trong này đây cũng là một cái gian phố này. Kiểu đường ở trong chợ nhưng mà khá là rộng các bạn. Đấy, đi sâu vào bên trong mới thấy cái độ sầm uất của cái chợ này này. Đấy các bạn thấy là đông người dã man luôn này. Đấy, đúng không? Cái thì đi ở bên này giao thông thì người ta không bấm còi nhiều ấy, người ta không bấm còi kiểu loạn xạ. Thì đi nó cũng cảm tưởng nó thoải mái. Thời tiết ở bên Sri Lanka này thì mình thấy là giống Nha Trang các bạn ạ. Thì ban ngày thời tiết là tầm khoảng 29 cho đến 31, 32 độ. Nhưng mà ban đêm thì xuống 24, 25 độ thì trời nó cũng mát mẻ, nó không nó dễ chịu vì nó cũng gần biển nữa. Đi kiểu này mà không để ý một tí là bạn bè là lạc ngay đấy. Đây là một cái chợ hoa quả đây này. Ôi nhìn đã thế nhỉ. Mấy người bạn kia có nói là đi các bạn muốn lên trên này mà đi muốn mua tất cả đồ gì là đều có ở đây hết đấy. Đây có một đền thờ như đền thờ Hindu đây này. Xoài 50.000 một ký. Na này, quả gì đấy ta? Quả cacao á. À cacao đây ạ. Là cái hạt làm ra chocolate. À, lần đầu tiên thấy này. Cacao ở Việt Nam mình cũng có mà đúng không? Ừ, nhưng mà cái này mở ra xong rồi bóc cái hộp người ta sẽ lên men. Kiểu như ở Tây Nguyên cái hạt cacao này có nhiều nhỉ? Nắng cao mình xin mà. Xoài có nhiều loại nha. Ừ. Different between two types and three types. Tất cả các loại mango này đều là trồng ở trên đất Sri Lanka. Ừ. Xoài nhưng mà thấy mỗi loại xoài khác nhau, giống xoài khác nhau. Which one is the better? Which one is a good quality? This one. Candid là một cái món đây, món cháo mà mọi người thường sử dụng là món ăn nhanh nhé các bạn. Cháo kiểu như là nhưng mà người ta làm kiểu như là súp vậy á. Cháo gà này, cháo gì nữa? Cháo thảo mộc. Thảo mộc nữa đấy. Thì bây giờ mình sẽ thử nhá. Thì ăn cháo người ta sẽ ăn cùng những cái samosa với cả cái bánh này này các bạn. Kiểu cái đồ ăn ăn nhanh và ăn nhẹ thôi. Đấy, các bạn thấy là những người xung quanh đây người ta cũng rất ưa chuộng cái đồ này này. Đấy. Ok. Đây. Cháo súp. Thơm á. Ừ, thơm thật các bạn ạ. Có vị mùi dừa này, mùi kiểu như mùi của cháo xay nhuyễn này. Rồi có cả tiêu này. Đó.
Món này là mình đọc trên mạng là mọi người cũng kiểu dân ở đây là cũng khá là ưa chuộng cái đồ này đấy các bạn. Món ăn ưa chuộng mà cũng là cái món mà phổ biến cho buổi sáng. Ờ, ăn sáng và ăn trưa, ăn kiểu như là ăn nhẹ. Ngon. Cháo ngon. Được. Đấy, mấy anh bên này là uống rất nhiều luôn đấy các bạn. Sau khi mà chọn cái đồ gì mà ăn thì mọi người sẽ cầm ra, mọi người sẽ hello, mọi người sẽ xào kiểu như là chiên lại cho nó nóng để cho khách này. Thì trong tủ này người ta chỉ để gọi là chiên sơ sơ thôi các bạn. Định mua mỗi thứ một tí mà ai ngờ là nhiều thế, mỗi thứ thành nhiều tí luôn. Cái này kiểu như là củ cải vậy. Củ cải. Khoai tây. Người ta kiểu thích làm chiên nó giòn khô luôn các bạn. Được, ăn vặt. Ngoài ẩm thực của một đất nước thì không những ở những cái ẩm thực đường phố, thì hôm nay đây mình tầm trưa đây giờ mình sẽ dẫn cho các bạn đến mới gọi là một cái quán mà cua, một trong 50 nhà hàng ngon nhất ở trên ở trong châu Á các bạn. Đấy thì mình cũng tìm hiểu trên này thì chỗ này là cũng phải là kiểu như là khá là nổi tiếng, rất nổi tiếng và đồ rất là ngon đấy. Thì giờ mình đang rất háo hức để vào để cho các bạn xem trong này có ẩm thực người ta làm như thế nào nhá. Đấy. Đây cửa hàng đây các bạn. Thì đến đây là mình phải đặt trước nha các bạn nhá. Ok. Almost big. Like 700 grams between the shells. Would this 700 gram per piece? Okay. And this one if we order would be choose type of cooking different or yeah, these are the khi mà đi vào trong này thì các bạn là phải đặt bàn trước các bạn, chứ không phải là đến là có sẵn bàn cho mình đâu. Thì giờ mình sẽ cho các bạn dẫn vào xung quanh đây để nhìn qua những cái ẩm thực mà ở đây có nhá. Thì ở đây đây các bạn có những cái loại từng cái loại size của cua khác nhau. Đây từ cái loại nhỏ nhất nửa ký này cho đến cái loại to nhất kia là 2 ký. Thì hôm nay cái loại 2 ký kia là đến cái loại medium này thì đây các bạn người thấy là nó tắt đèn là có nghĩa là nó không có sẵn. Bây giờ nó hết. Giờ chỉ còn đúng 2 cái loại nhỏ nhất này thôi. Tại vì là ở đây là khi mà cua người ta mà nhập khẩu về đây là người ta sẽ nhập hàng ngày, chứ không phải người ta để trong tủ lạnh người ta đến hôm sau người ta chế biến. Cũng có thể là hôm nay là một là khách người ta đã đặt hết rồi này, và thứ hai nữa là hàng hôm nay người ta nhập vào không có. Đấy, thì hôm nay mình tính là chọn cái loại cua to nhất để thử cho các bạn coi xem là nó như thế nào ở cái nhà hàng mà trong 50 nhà hàng ngon nhất ở trong châu Á này như thế nào. Đấy, nhưng mà không có duyên rồi thì mình sẽ chọn 2 cái loại cua nhỏ nhất ở đây và cả tôm nữa các bạn. Đây các bạn thấy đây là cái gian hàng, cái chỗ nấu ăn của người ta là cũng là cái gian mở ấy, và đây là những cái loại tôm và hàu và những cái loại có sẵn ở đây này. Tôm bự nhỉ? Tôm dã man đấy. Tôm thì đây, tôm thì mình có chọn một cái loại tôm to thứ hai các bạn ạ. Tại vì cái loại to nhất hôm nay là cũng hết rồi. Đấy thì tí nữa thì một lát nữa thì các bạn sẽ xem cái đồ ăn ở nhà hàng này như thế nào nhá. Đấy, bếp cũng là bếp mở, thì mà khách ăn ở đây thì mọi người cũng có thể là nhìn được vào trong bếp khách làm như thế nào, nhân viên làm như thế nào, có sạch sẽ hay không. Thì các bạn thấy đây là bây giờ là tầm trưa các bạn, ở đây người ta mở từ trưa thì cũng rất đông khách. Thì bọn mình cũng phải đặt trước khoảng một tuần thì đến đây mới có khách ấy các bạn. Thì hôm nay mình kiểm tra lại thì cái kiểu như khách là ngày mai cũng kín luôn này,
ngày kia cũng kín này. Đấy, nếu mà các bạn muốn đến Sri Lanka và Colombo mà muốn gọi là đặt bàn ở đây thì các bạn phải đặt bàn trước thì mới có chỗ mà ăn nha các bạn nhé. À đây thì mình cũng cho các bạn xem qua giá của xem qua giá của cái loại cua ở cái nhà hàng này như thế nào. Để giá cả nhỏ nhất là 60 đô nhá, cao nhất là 2kg là 320 đồng. Trước khi mà cua với cả những cái món chính đấy tới thì người ta sẽ mang cái món salad ra các bạn. Salad thì trong bên ngoài là quả bơ này, bên trong là thịt cua này, nó rất hấp dẫn. Hay đôi khi là kiểu mình cứ ăn dân dã quen, thi thoảng mình phải biết chỗ nào mà có cái hàng nó ngon như thế này mình phải đến các bạn. Đấy, để mời các bạn cùng ăn này. Cái vị bơ nó làm cho cua nó đã ngon rồi, nó càng thêm nó béo các bạn ạ. Mà thịt cua nó chắc đấy. Tuyệt vời. Rất ngon luôn. Đây là lần đầu tiên mình trải nghiệm kiểu như ăn cua người ta kiểu cho cùng bơ vào để cho nó ăn kiểu này này. Mỗi nơi ăn một kiểu rất ngon. Tuyệt vời luôn. Đấy, ăn uống người ta phục vụ tận nơi, người ta đeo cho cả cái tạp dề này để ăn cho đỡ bị dính thịt, dính cua vào người ấy. Rất là chu đáo, đúng là cái nhà hàng người ta kiểu như người ta nổi tiếng, người ta tận tâm với cả khách hàng ấy. Kiểu đúng là khách hàng là thượng đế luôn, khi mà mình đến đây mình cảm nhận như vậy đó. Tuyệt vời. Đến đây nhà hàng nó chuyên về cua các bạn ạ. Bây giờ các bạn thấy là cái gì nó cũng trang trí kiểu cua này, từ cái khăn lau này, từ cái tạp dề này và đến cả cái kẹp này là cũng là làm từ cua. Bây giờ đồ ăn của bọn mình đã tới rồi các bạn. Đây một tôm này. Đấy, các bạn nếu mà muốn mà đến đây mà ăn loại mà cua mà to kiểu to bự chà bá luôn ấy thì các bạn phải đặt trước. Và khác mình là mình kiểu mình nghĩ là cứ đến đây là lúc nào có sẵn, kiểu mình ăn dân dã nó quen, kiểu ăn đường phố nó quen rồi ấy. Nên là cái đến một cái phong cách của chỗ mà làm nhà hàng thì người ta là phải khác, phải đặt trước. Đấy, các bạn thấy hai đĩa tôm đã tới rồi, ăn kèm cùng với bánh mì nhìn hấp dẫn không. Tôm này thì là hai con nhưng mà làm theo hai kiểu khác nhau các bạn ạ. Bên này là bơ với cả xì dầu này, bên này bơ với cả tỏi này. Đấy, thì giờ mình sẽ ăn thử miếng bơ với xì dầu nhá. Wow, hấp dẫn không, mùi nóng quá. Trời ơi, ăn miếng thịt tôm thì mà nó chắc thịt ngon dã man luôn các bạn, ngon quá. Bên này người ta làm vị nó kiểu không quá mặn mà không quá cay nên là có thể phù hợp được với cả tất nhiều cái khẩu vị của mọi người á. Ngon quá. Ta thử con tôm này. Ăn tôm thì nó dai cực kỳ luôn các bạn, nó chắc, ăn nó sướng. Nóng. Ngon ngọt. Rất tuyệt vời luôn các bạn ơi. Mình chưa ăn con tôm nào mà nó ngon như thế này luôn á. Đúng ở nhà hàng Sữa Giò Pháp. Món cuối cùng đã tới, đây là mua con cua mà sốt tiêu đen này các bạn. Đấy, bạn thấy là rất thơm luôn. Giờ mình sẽ thử nhá, thử miếng xem là ăn vị làm sao. Nhưng các bạn thấy là đây người ta làm cái nước sốt này nhìn hấp dẫn không. Mình nghĩ cái nước sốt này là khá là ngon đấy các bạn, thơm. Vị nó khá là đặc biệt đấy. Kiểu mình cũng chưa ăn cái kiểu cua nó sốt sốt kiểu này bao giờ ấy. Nó chúng ngon, nhưng mà cái này ăn cùng bánh mì cái nước sốt này cũng ngon đấy. Được, ngon. Con cua này là bao nhiêu? Triệu tư đúng không? Triệu tư con này nhờ, đúng không? Con cua này là giá là 1.400.000 đi các bạn.
Wow. Mình ăn hải sản đây, một con cua bé này 1.4 triệu, mình lại nhớ những cái cảm giác ở Mozambique. Hải sản bạt ngàn ăn rồi, bét thế là nhè mà rẻ như cho luôn đấy. Và đồ ăn chỉ dành cho những cái đồ ăn này là ở Mozambique là chỉ dành cho những người nghèo thôi các bạn. Người nghèo người ta không ăn cái loại này đâu, người ta ăn cái loại còn to hơn đấy. Mà đến đây thì nó lại là một cái khác. Cũng hay, mỗi nơi một kiểu. Cũng được, cũng ngon các bạn ạ. Tương đối, nó lạ ở cái vị nước sốt này. Mình sẽ thử chấm cái nước sốt này với cái bánh mì xem sao. Tuyệt vời luôn. Cái món cua này là làm nên thương hiệu của cái cửa hàng này đấy các bạn. Thì mà mình nghĩ con cua này nó ngon ở cái nhất ở cái nước sốt này này. Cái nước sốt này chắc là một cái bí quyết gia truyền của cái vị cái kiểu như chủ quán ở đây làm nên thương hiệu của quán này. Ngon. Thì chỗ này, nhà hàng này ở chính giữa, và xung quanh đây là có những cái nhà hàng khác đấy, thiết kế kiểu có cả mái ngói này. Kiểu khí hậu đây nó kiểu khí hậu nhiệt đới đấy các bạn. Nên là mình để ý là thấy mấy nước mà khí hậu nhiệt đới kiểu giống giống Việt Nam là thường người ta có nhiều cái mái ngói như thế này đấy. Thì cái nhà hàng này thì theo cái khẩu vị của mình thì không phải là một cái chuyên gia về ẩm thực, nhưng mà mình thấy là đầu tiên đánh giá về cái hải sản tươi này là mình cho 4,5 sao. Và thứ hai nữa là về cái khẩu vị thì nói chung là ở đây người ta làm cho đại trà tất cả mọi người cùng ăn đấy. Thì so với khẩu vị của người Việt Nam mình là phải chấm nhiều cái nước sốt đấy thì nó sẽ ngon hơn. Thì mình đánh giá là về cái khẩu vị thì là 3 sao. Đấy, thì trung bình thì mình tính gọi là cả nhân viên phục vụ là 4,5 sao. Đấy, thì trung bình thì mình đánh giá thì đây là tầm khoảng 3,5 cho đến 4 sao các bạn ạ. Nhưng mà nói chung là đây cũng là cái nhà hàng mà các bạn đến Colombo thì các bạn nên ghé qua. Đây là tổng hóa đơn của hôm nay đấy các bạn. Thì đây các bạn thấy là tổng thiệt hại là 131 đô. Thì nó tầm 2 triệu, hơn 3 triệu. Đấy. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ thanh toán và đi tiếp tục ăn những món khác ở trong Colombo đặc sắc nhất, tuyệt vời nhất. Đi rồi. Đằng sau mình đây là một cái kiểu như là cái chỗ mà tổng thống làm việc đấy các bạn. Thì các bạn đã biết mà khi mà hơn một năm trước ấy, thì ở Sri Lanka này có một cái vụ là đất nước bị vỡ nợ. Tất cả người dân có tràn vào trong những cái chỗ mà tổng thống làm việc. Thì đây cũng là chỗ mà hơn một năm trước ở đây thì cái hình ảnh mà người ta, tất cả người dân người ta nhô vào trong đấy để gọi là biểu tình ấy. Đấy, thì đây là trước mặt các bạn đây. Nhưng mà bây giờ hiện tại thì cũng rất yên bình rồi. Sau một năm mà vỡ nợ rồi, tổng thống là phải đi trốn sang nước ngoài. Đấy, đấy, Sri Lanka của 2024 đây. Rất yên bình. Và cái vật giá ở đây thì như là trước các bạn đây là gần phủ tổng thống thì mấy anh cảnh sát có trang bị đầy đủ vũ trang hết rồi các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đi ha. Có hơn một năm thôi nhưng mà thì bây giờ thấy là cũng không giống như những cái hình ảnh trước kia mà mình kiểu là coi được trên TV rồi. Bây giờ mọi thứ yên bình rồi các bạn. Đấy. Đấy các bạn nhìn rõ chưa? Chúng cái dinh tổng thống này nó cũng nằm ở ngay trung tâm thôi. Thì sau một năm kiểu như là vỡ nợ đấy thì bây giờ cái cuộc sống ở người dân Sri Lanka thì mình có hỏi người ta thì người ta nói là hiện tại những cái vật giá kiểu như là đều đắt đỏ hơn đấy. Thuế cao này. Mà tiền người dân chỉ làm thì vẫn vậy thôi, nhưng mà thuế thì các thứ đồ hàng, mặt hàng nó khan hiếm, nó đắt lên. Trên đường đi giao thông thì cũng bằng rất nhiều những cái phương tiện xe túc túc như ở Ấn Độ đây. Nhưng mà khác Ấn Độ thì ở đây người ta không có còi nhiều và kiểu đường xá cũng sạch sẽ hơn. Ở chỗ này mình đang đứng đấy cũng là khu trung tâm đấy các bạn. Khu mặt biển thì các bạn thấy rất nhiều những cái nhà cao tầng kìa. Đúng là mọi thứ đều đắt đỏ các bạn ạ. Ví dụ như là một gói thuốc ở đây là bao gồm là bằng 240.000 tiền Việt mình á. Đấy, trong thành phố là những cái xe bus mà kiểu này đây các bạn. Xe bus thì nhìn cũng khá là cũ thôi.
quầy bán đồ ăn, những cái món ăn truyền thống của người Sri Lanka ở đây, để cho các bạn xem những cái món ăn ở đây. Thì người ta có làm những cái hình ảnh sẵn cho những vị khách ở đây để chọn lựa cho dễ đây các bạn. Đấy, rất nhiều, ví dụ mì này, cơm này, hải sản này, rất nhiều luôn, gà này. Đấy. Cô tu này là cái món cũng đặc trưng đúng không? Đặc biệt. Thì đây có nhiều loại cô tu khác nhau, và traditional cô tu này, cheese cô tu này, dolphin cô tu này, mongol rice, pata cô tu này, mongol cô tu này. Nói chung là mỗi cái loại cô tu á khác nhau. Ví dụ như cái này á, là giống như bánh mì paratha mà cắt các gác nhỏ ra xong trộn hành đồ chung với nhau. Xong rồi người ta sẽ bỏ ví dụ như rau củ, trứng hay là xúc xích, gà, tôm, hải sản rồi đó. Ví dụ cái loại này cheese cô tu là nó sẽ bỏ cheese vào đó, nó trộn lại với nhau. Thế bây giờ là mình sẽ chọn món gì để ăn đây? Cheese cô tu với lại traditional cô tu. Ok, cô tu. Và đây là ba người bạn của Thảo. Thảo có thể giới thiệu qua và đây ba người bạn sao quen đó. Ba người bạn này là hồi trước là làm việc chung với mình, là hai bạn người nhân viên của mình hồi ở làm việc ở Dubai, thì cũng cách đây cũng hơn 10 năm rồi. Đây là một cái gian hàng mà đồ ăn của phía Nam Ấn đấy các bạn. Ở Sri Lanka này thì cũng có những người mà từ gốc từ miền Nam Ấn Độ mà có thể là đi về Sri Lanka sống đấy các bạn. Thì đây các bạn thấy là những cái món ăn ở đây này. Có cơm này, cơm thì rất nhiều màu sắc. Cơm đây thì gọi là kiểu như nó đa dạng hơn đấy. Ok, giờ bọn mình sẽ order thêm một chút curry này các bạn. Đấy, curry đây bên kia cũng gọi rồi mà bây giờ gọi thêm curry nữa này. Thì thử ăn curry bên Sri Lanka xem là vị làm sao. Bên này nữa cũng có mấy cái gian đồ ăn, thì bây giờ mình sẽ thử qua xem là có những cái đồ gì nha các bạn nhá. Nhìn là khá là hấp dẫn đấy các bạn. Ở đây người ta làm rất nhiều món luôn này. Đây, nhìn từ bên này này, cho mọi người xem này. Bên này còn đa dạng hơn này. Bên này có cả khoai tây rồi thịt rồi salad này, xúc xích này. Đấy. Có cả cái món này. Có mít này. Mít curry. Mít curry đúng không? Đây có món mít curry đây các bạn. Order đây luôn. Đâu mỗi thứ một thứ, ít ít. Đi dọc một đoạn trước này. Bên này là cái. Hello. Có nhiều curry vậy sao chứ? This is old curry, huh? Pork, chicken curry, chicken curry, beef curry, fish curry. Fish curry, pork curry, beef curry, chicken curry. Bên này là cũng curry mà cũng cơm. Nhìn bên này đồ ăn bên này hấp dẫn hơn bên Ấn các bạn ạ. Đấy, curry lợn đấy các bạn. Đi vào đây thì ở bên này thì không phải là đạo hồi nên là có cả thịt lợn ở đây. Ok, we eat. How? Yes, thank you. Trong này có cả tôm các bạn ạ. Cái này là kiểu như là rau củ gì đấy. Kutu, right? Yeah, it's kutu. Kutu. Đây thử cái món potu này các bạn, potu hải sản. Cái sợi này kiểu như là sợi mì vậy á. Đây như là một sợi kiểu như mì xào, mì luộc vậy á. Sợi phở đúng rồi, y chang sợi phở luôn. Xong mọi người xào lên á. Như đây là mì xào, chính xác nếu mà gọi phong cách Việt Nam là gọi mì xào. Good đấy không? Yes. Ai ăn thì xé ra các bạn. Giờ mình sẽ thử miếng curry đây nhé các bạn nhé. Lấy ít nước curry này cho vào trong này đây đó. Ngược đời các bạn ấy, người bản địa đây nhưng mà bạn này ăn ít những cái đồ bản địa. Ví dụ như người Việt mình là thôi đi mà ăn đồ bản địa là đi ra nước ngoài là lúc nào cũng nhớ cái đồ Việt Nam mình. Kiểu là bạn ngày nào cũng ăn á.
Cà ri này vị cũng ok này, vị nó không quá cay. Nhiều cà ri khác là mình thấy ăn nó cay nó mặn ấy, nhưng mà đây nước cà ri là thấy mềm ngon. Được ngon các bạn. Oh yes. Bean, hả? Dal. Dal, hả? Normally, you suppose to eat toast bread and dal and chicken. Ah, this one, this one. This is a separate food. This is a separate food. Ah, huh. Bánh mì đã ăn cùng với cả dal với cả cà ri các bạn ạ. Đây cho các bạn xem nhìn kỹ cà ri này. Đó. Ba món này đã ăn cùng với nhau. Đấy. Đây cái món món này chắc inside hết. Inside have the chicken, potato, eggs, potato, yeah, mixed vegetable with the egg. Egg potato. Để ăn thử món này các bạn. So this one I can eat with dal or no, nothing. Ah, okay. Direct in. If you want, you can try. He's busy. Đây cái này mấy anh mấy bạn này bạn bảo là ăn không cần chấm cái gì cả, ăn thẳng luôn. Tên là ép luôn. Như mình thì mình vẫn thích chấm cái gì hơn đấy các bạn. Bên trong nó kiểu có bột mì, bột mì và một lớp ớt, khoai tây và trứng. Khá là cay các bạn, đồ vị cũng cay. Bữa cơm đây thì vừa mấy bạn nói là khi mà một ở người ở Sri Lanka mà ăn bình thường thì sẽ có cơm này và ít nhất là ba món kiểu như là xung quanh để ăn cùng với các bạn. Đấy thì bây giờ mình sẽ thử cái cơm ở đây nhé các bạn. Ăn nó hơi vị, nó hơi ngọt ngọt mà mặn mặn. Nói chung ăn cũng kiểu dễ ăn ấy, ăn cơm được. Cơm tập cẩm các bạn. Cơm trong kiểu như là khoai tây này, cá này, rồi là hành này, tỏi này, ớt này. Đấy. Được, ngon. Now is politics in Sri Lanka no problem, huh? Still a little bit. But compared to before, a little bit okay. But how about the like to hỏi là mấy bạn là kiểu như là đồ ăn, đồ thức uống ở đây là giá cả là có tăng nhiều không so với trước khi mà how the economy here between like growing, developing, the price, the market, everything changed. Everything is going up, the prices. How about to how many percent grow up? Compared to 2017, it was 2019. One dollar was 180. Now it's become twice, like 320. Three and double. Yeah, double. Double. What before, is that? Petrol? USD. Gọi là tiền mất giá một kiểu như một nửa so với mấy năm trước không? Tiền mất giá này xong lại giá cả lại tăng lên nữa các bạn. Và đồ ăn mà không thể nào thiếu ở Sri Lanka là BBQ. Chỗ này là bạn này bạn đang làm thịt gà nướng và xúc xích và bánh mì ở đây. Đây là thịt gà này, đây là thịt heo các bạn. Đấy, thì giờ mình sẽ gọi một bánh thịt heo. Yes. Những cái nước vùng Nam Á là thực ra là hiếm nước là có thịt heo lắm các bạn. Như Ấn Độ là không có thịt, thực ra rất ít thịt heo này. Pakistan thì đất nước Hồi giáo thì mình đi là cũng không có thịt heo này. Bangladesh thì cũng là một đất nước Hồi giáo nên là cũng không có thịt heo. Nên là về Sri Lanka này thì mới có thịt này để ăn thôi. Nên là hấp dẫn và thơm. Trước khi nướng là bạn ấy cũng ướp qua những cái gia vị rồi là mùi rất thơm các bạn. Và cho thêm cả những cái nước chấm ở trong này này. Wow. Thơm, rất thơm. Ok.
À, có cả hành tím nữa các bạn. Sốt cay, sốt cay. Cực kỳ ngon luôn các bạn ơi. Gia vị cực kỳ tuyệt vời luôn. Nước chấm cũng ngon. Wow. Quá đậm đà, ngon. Ai đó, mình lâu mình không ăn thịt heo quá. Ngon quá. Quá tuyệt vời luôn. Nhìn cái miếng thịt này, bạn này bạn nướng không quá là cháy mà vị vẫn mềm, thịt mềm và ngọt. Ngon thật. Ăn cái miếng chán giòn giòn không? Sướng nhỉ. Có ăn đĩa hài luôn mà rất ngon. Mình đi mua mấy chai bia về định mấy anh em uống này, nhưng mà mấy bạn bảo là bia ở Sri Lanka này là cũng không được phép là kiểu như uống ở công khai á, cũng kiểu giống Ấn Độ ấy các bạn, kiểu mọi người uống thì mọi người thường mua về nhà mọi người uống. Nhưng mà bây giờ chắc mình sẽ đi mua một cái cốc xong mình rót bia vào đây, xong là để bia xuống dưới để uống. Các bạn thấy là ở đây thì mọi người làm lần nào là bia này, hút thuốc này đều ra ngoài đường là đều có cái gì đó nó hạn chế ấy, kiểu như người ta cấm ấy. Nên là bạn này bạn nói với mình là tầm khoảng hơn 50% của người dân Sri Lanka này thì người ta cũng bỏ uống bia rượu là vì lý do đấy các bạn ạ. Nhưng mà thực ra là mọi người nghĩ thế là tốt, nhưng mà bạn lại nói với mình là bỏ bia, bỏ hút thuốc lá, nhưng mà mọi người lại tìm đến những thứ khác để cho mình là phê hơn đấy các bạn. Đấy. Hưng phấn. Không, phê không phải hưng phấn. Ok, thì tiếp tục hôm nay thì mình sẽ đến một cái quán tiếp theo. Cái món này là cũng rất đặc trưng ở Sri Lanka các bạn ạ. Đây là gọi là món hopper. Đấy, thì hopper là cái gì? Mình sẽ mời tất cả các bạn vào trong này ha. À, hopper hả? Đây, cái này là để người ta làm hopper này, người ta làm một cái chảo đấy, trong kia là có bột này đó. Rồi tráng mỏng lên. Cho trứng vào. À, cho tiêu vào. So this one like to for the breakfast and the dinner like a snack. Ah, okay. Like a light one. À. He'll be here. Bạn ấy nói mình là đây cái món này là thường cho bữa sáng và bữa tối, kiểu như là ăn nhẹ đấy các bạn. Đấy, thì rất đơn giản thôi. Cho ít bột vào, xong là tráng lên. Cho trứng vào. Đấy, cho trứng vào tầm xem là tầm từ 5 giây rồi này. Cái bột đó là nước dừa. À, nước dừa hả? Sao biết? Bột mix với lại nước dừa. Sao biết? Tìm hiểu. À, đã tìm hiểu trước rồi, kinh nhỉ? Kinh đấy. Chưa ăn mà đã tìm hiểu rồi. À, trứng để cái này là tầm gần một phút rồi. Chủ yếu là cho chín trứng thôi các bạn. Còn đâu cái bột kia thì người ta cho vào một tí là được luôn đấy. À, cho thêm tiêu vào. Xong. Trong một tầm khoảng một phút các bạn ạ. Ok, enjoy. Ok, giờ mình sẽ thử cái mà chưa có trứng trước nha các bạn nhé. Yes. Ở giữa này bên ngoài thì nó khô hết, bên giữa thì nó có kiểu bột nó vẫn còn nguyên bột kiểu bột mì này. Cũng người ta cho đúng là kiểu cái vị dừa như vừa Thảo nói là trong này có vị dừa thì đúng là trong này là bây giờ khi mà người ta đã chiên xong rồi vẫn ngửi thấy cái vị dừa của nó các bạn ạ. Ngon, kiểu ăn vui vui miệng ạ. Miếng ăn này
các bạn nhìn mặt sau của nó này. Đó. Cái đoạn giữa của nó đó. Khi mà cho thêm trứng vào thì kiểu như cái giòn xung quanh này thì nó sẽ ít đi á. Vì nó có trứng ấy. Ngon. Thơm vị dừa. Ăn kiểu vui vui miệng cũng được, cũng hay. Món này cũng khá lạ. Ngon hả? Ngon. Giống như bánh crepe á. Crepe là cái gì? Bánh crepe á, bánh crepe là mình ăn hay ăn buổi sáng mà mình chiên nhiều pancake á. À, cái này giống cái gì món gì ở Việt Nam nhỉ? Giống bánh ép ở Huế á. Ở bánh ép ở Huế. Nhưng mà bánh ép ở Huế thì ngon hơn rất nhiều. Bánh ép ở Huế thì gọi là cho thêm nhiều những cái nguyên liệu như là thịt heo, hành, tỏi, rồi gia vị, rau thơm vào nữa thì ngon hơn. Bên này thì thiếu rau thơm các bạn ạ. Nếu mà món này mà ở Việt Nam mình mà bán ở Việt Nam mình thì mình nghĩ sẽ có nhiều rau sống hơn và nước chấm, nước mắm ngon thì nó sẽ ngon hơn. Nói chung là nói chung là cũng ngon các bạn ạ. Đây buổi sáng đây thì mình có ăn cái món mì ấy, thì mình thấy là khá là ngon. Thì bây giờ đây là mình sẽ gọi lại cái món mì đấy để cho các bạn xem là cái cách ở đây người ta chế biến như thế nào này. Đấy, mì đấy, cho rau sống và cho trứng này, cho ớt này, ớt khô này, đảo đều cho nó vừa tái lên này. Cái lịch sử của món này là đấy, mì đây người ta cắt rồi này. Lịch sử của cổ cái món này là kiểu của người dân Sri Lanka ấy. Hồi trước là khi mà người ta có bánh mì chapati hay là đồ ăn thừa ấy thì người ta sẽ từ ngày hôm trước ấy, thì hôm sau người ta sẽ hái nhỏ cái này ra để người ta để làm bữa ăn sáng. Giống như để tiết kiệm những cái đồ thừa từ hôm trước ấy. Cho thêm ít gà nữa. Gà cũng băm nhỏ luôn các bạn ạ. Mì xào kiểu Sri Lanka. Đấy. Mình gọi này để cho các bạn xem thôi chứ bây giờ là mình cũng khá là no rồi. Giờ mình sẽ cầm cái đồ ăn kia để mang về. Rồi. Có lẽ là bây giờ là mình sẽ tìm thêm một cái chỗ khác. Mình sẽ về lại trong thủ đô để vào trong cái phố đi bộ ăn uống của người ta ấy. Mình sẽ gọi thêm vài món. Đấy. Đường bãi biển vào buổi tối đây, chỗ trung tâm này thì người ta cũng làm những cái quầy kiểu như là quầy bán đồ ăn vặt cho những cái khách đi tham quan, đến tham quan này các bạn. Đây các bạn lại thấy là quốc đảo đây thì là quốc đảo nên là đấy, rất nhiều ghẹ này, người làm theo ghẹ này, tôm này, tôm cho vào bánh này. Đấy, nhưng mà nhìn ở đây thì có vẻ là mình không biết là có bảo quản lâu hay không, nhưng mà mình nghĩ là sẽ để lâu ấy. Nên là chắc là mình sẽ không ăn ở đây, nhưng mà cho các bạn xem qua thôi. Tí nữa mình sẽ đi ra cái chỗ mà nó sầm uất hơn. Nó chuyên về cái đồ ăn uống mà có vẻ là đấy. Bên này cũng bán món như vậy này. Có cái bánh xong rồi để mấy con tôm lên này. Đây kiểu như là chả mực vậy á. Chôm chôm à? Ờ. Ô, làm ít chôm chôm ăn. Chôm chôm với lại dứa, cóc này, xoài này, đào này, mận. Very good. This one, please. This one? Yes. Olive. Olive đâu? Olive món khá là nổi tiếng ở Sri Lanka. Có vẻ ở đây là đất ở Sri Lanka là cũng dễ trồng rau củ quả đấy các bạn. Chôm chôm này là kiểu hơi không quá ngọt mà không có một chút chua chua ấy các bạn. Hợp cho việc nấu kiểu này, làm kiểu này này. Khá ngon. Thank you. Bây giờ đây mình sẽ thử ăn mấy cái món này ở đây này. Ở đây chắc là mình sẽ đây cho các bạn xem lần lượt từ những cái món ở đây nhá.
À, không biết cái này là làm từ cái gì đây? Bánh bột tôm. Bột à, làm từ bột đúng không? Bánh bột tôm. Bánh bột tôm nhỏ đấy à, bánh bột với lại hai con tôm bự. Kiểu như là tôm chiên xù ở Việt Nam mình đúng không? Ghê. Cái này là rau củ. À, rồi. Cá. Bánh tôm nhỏ. Đây người ta chiên qua thôi, xong là đến đây người ta khách ăn nào mua thì người ta sẽ chiên lại để cho nó nóng các bạn ạ. Rồi ghẹ không biết người ta cũng chiên lại luôn. À có cả bột luôn này. Đó. Người ta bóc cái mai đi. Người ta bóc cái mai xong người ta phủ cái lớp bột lên trên đấy các bạn. Đây món này là món ưa thích của người Sri Lanka ở đây các bạn. Thế tối thì thấy quán nào người ta cũng có những cái món như thế này ở trên đường ấy. Đấy. Ok thì hai cái món bọn mình gọi đi vào buổi tối đây. Chiên lại hấp dẫn, nóng hổi, nhìn xong cho thêm cả những cái gia vị ở đây nữa, nhìn hấp dẫn phết đấy. Ồ, xem cái nước sốt ở đây người ta làm ngon không này. Wow, cái mùi rau thơm đây người ta cho vào thơm thật đấy. Thơm quá. Ngon nhờ. Có tưởng không ngon mà ngon không tưởng luôn à. Ở đây cái con tôm ấy người ta chiên, khi mà người ta chiên người ta cũng ướp gia vị rồi các bạn. Nên là mình ăn vào cái vị của nó cũng đậm đà nữa. Ngon quá. Con tôm ăn được hết luôn á. Kiểu người ta chiên giòn hết rồi các bạn. Sốt cay không? Không cay quá. Sốt này không cay quá. Vừa đủ cho khẩu vị của mình. Mặn vừa đủ luôn. Bao đủ ngon. Được. Giờ xem con cua nào. Ok ạ. Ghẹ đây thì mình thấy là không được tươi cho lắm. Ăn nó không được dai á. Thì nó hơi bở một tí. Ghẹ thì bình thường, nhưng mà tôm này thì ngon. Đã khó người ta làm kem các bạn. Cho bánh Oreo vào. Bánh mốc khói luôn rồi. Món gì này? Brother, what is this? What inside? What inside? What inside? Biryani, rice. Rice. Barbecue biryani. Đây người ta đang làm gạo cơm biryani này. Biryani gà, biryani chicken. Nhưng mà người ta làm kiểu này nhìn kiểu như là cơm niêu của Việt Nam mình vậy á. See you later. Nhìn rất hấp dẫn đúng không? Nước sốt đầy đủ. Đây vừa cua này, ghẹ này, tôm này các bạn, hải sản này, VND này, lợn, gà, bò. Quán này là rất nhiều cá mực luôn này. Buriani. Buriap. Đây món buriap các bạn. Đấy, trong này có đây, anh đang xé gà ra này, cho cơm vào rồi này và cho rau vào này. Đấy, rau để bên phải kia các bạn.
Bên này cho cả gia vị, muối, tiêu rồi các thứ đây. Đây cho các bạn nhìn qua lại tất cả những món hôm nay mình gọi vào buổi tối hôm nay đây. Cái món này thì làm từ cơm này và bún khi với cả trứng người ta đảo lẫn với nhau ấy. Đây thử ăn nhá. Cũng dễ ăn tại vì có bún nó mềm mềm ấy các bạn. Cái này là dạ dày sách bò này. Cá đi bò này. Đây là dê này. Đó. Ồ, cái này hơi mặn các bạn ạ. Hơi mặn đấy. Ăn cùng cái này hy vọng là vừa. Đây là món dê này. Mình sẽ thử xem sao nhá. Ui, dê đây người ta là linh cho kiểu là mềm nhũn luôn đấy. Mình cứ tưởng nó dai nhưng mà đây người ta làm mềm luôn này nhỉ. Một vị thì nó kiểu là thiên về cái vị mà phải sao vị masala, vị kiểu như giống Ấn Độ vậy. Cá đi bò này. Đồ bên này nó ăn kiểu hơi mặn rồi các bạn. Mình nghĩ là khẩu vị bên này là người ta ăn là khá mặn đấy. Nói chung là mấy cái này là người ta linh nhuyễn hết ra đấy. Nhà thử thêm cái sách bò này. Vẫn thơm mùi bò. Đồ này là đồ mới các bạn. Ở đây có kiểu như đất nước đạo Phật mà các bạn, người ta ăn cả bò này, cả thịt lợn này, thịt dê này, thịt cừu này, nói chung là hải sản nữa, đúng không? Đặc biệt là hải sản. Tại vì đất nước này là quốc đảo nên là rất nhiều hải sản. Nên là kêu các bạn nào mà thích ăn uống và đến Sri Lanka này là cũng rất nhiều những cái ẩm thực khác nhau ấy. Thì như đầu tập đến cuối tập này đây thì các bạn xem mình cũng review đấy, từ buổi sáng, buổi trưa người ta ăn như cái gì và buổi tối người ta có những cái gì để ăn. Đấy thì mình cũng gọi là review một phần thì các bạn cũng có thể hình dung là đây nó cũng rất phong phú. Thì có lẽ là tập hôm nay là hơi dài rồi. Thì hôm nay là mình cũng xin phép kết thúc video ở đây. Thì các bạn đừng quên ấn like và đăng ký kênh để đón chờ những trải nghiệm mới nhất của mình trên hành trình này nhá. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Thank you.